Hello mọi người nha. Hôm nay máy xuống đồng cắt đầu tiên nha mọi người. Lúa này cũng thất chứ có trúng gì đâu, trong 15-16 bao mà lúa nặng thiệt, coi cả năm mấy ký á. Hello mọi người nghe. Trận cảnh 105 cắt lúa 5451. Một người hứng ngọt nha mọi người. Đầu tiên mới xuống hồi tối hôm qua sáng cắt luôn mọi người ơi. Hello mọi người. Thank you.
đứng người một ngày mọi người. Lúa vậy cũng thất không trúng lắm, công cả 14, 15 bao gì đứng người một. Hứng mình hơi mệt luôn á, mà vì đồng tiền sinh sống thôi, vì cái đói mà sinh tồn. Anh Quân ơi, đang phát trực tiếp, tự nhiên Quân điện chi vậy anh Quân? Anh Minh Quân nè. Bị sạc đường mưa.
Nó nắng như trời.